Bò Lạc là một quần thể bên núi Sáng, bao gồm hai hồ: hồ Vân Trục thuộc xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, hồ Bò Lạc thuộc xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, cùng các đồi núi thấp, thác nhỏ. Bên cạnh hồ Bò Lạc có thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, quy mô lớn hàng đầu Việt Nam, đã xây dựng cơ bản xong. Hiện tại, hồ Bò Lạc đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt địa điểm quy hoạch, đang mời gọi đầu tư. Khu vực này là đất đồi núi thấp, mặt nước và một phần đất bán ngập trồng lúa, là khu vực có cảnh quan đẹp và có tiềm năng phát triển du lịch, nghỉ dưỡng. Đồng thời, thuận lợi về giao thông, cách nút giao thông Lập Thể đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai 10 km, cách sân bay Nội Bài 50 km, trong đó có 40 km đường cao tốc kết nối với chuỗi du lịch Đại Lải, Tam Đảo, Tây Thiên theo định hướng quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc. Mục tiêu trong thời gian tới, hồ Bò Lạc sẽ được xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tâm linh, dã ngoại, thể thao, vui chơi giải trí, hội thảo. Tận dụng điều kiện tự nhiên tại khu vực miền núi của hai huyện Lập Thạch và Sông Lô. Với quy mô tổng diện tích 800 ha, riêng hồ Vân Trục có diện tích 172 ha, sâu trung bình 7 m, hồ Bò Lạc 40 ha. Hiện nay, hồ Bò Lạc do tỉnh quản lý, khu rừng là rừng sản xuất và rừng đầu nguồn tỉnh giao cho các hộ gia đình trồng và quản lý rừng. Các cây trồng hầu hết là bạch đàn, keo, có chu kỳ thu hoạch ngắn nên công tác giải phóng mặt bằng nhanh chóng,